Hello mọi người, xin chào. Để trở lại với kênh Xin Chào Houston nè. Hôm nay đổ bánh xèo, cho nên hái rau rồi để nấu bánh xèo. Này đang mót rau thơm tại bữa trước mới ăn. Đang mót rau thơm. Mới hồi sáng đi chợ. Đồng 79 một bao nhỏ nhỏ. Bây giờ mình mót rau của mình. Tại bây giờ mấy bữa này là bây giờ mùa lạnh rồi nè. Mình hái rau. Rồi chút mình có hái cái cải này không vậy? Có chứ. Cải ăn bánh xèo. Cải này cải ăn bánh xèo. Nó cay cay đúng không? Hôm nay em trồng nó chút xíu. Cải này kêu là cải gì? Nhổ luôn cái gốc hay là sao vậy? Nhổ gốc luôn rồi để em nhổ. Ừ. Em chừa lại cái nào đang cho nó bự ra đằng cái nào thì nhổ đây. Cái cải. Tại bữa hôm em không chịu. Cải này cái gì? Cái cay. Cái cay. Đám bên kia kìa, em tỉa kìa, nó bự kìa. Đám bên kia có tỉa được một ít. Bên này. Này để cho nó lớn lên rồi mình ăn. Còn hai trái cóc này vậy. Ăn trái ăn trái. Chút xíu xíu. Nó lạnh quá mọi người. Đó. Bữa nay là hồi sáng là bốn mấy độ ha? 48 độ, bây giờ chắc cũng cỡ đó, 50 độ nhiều. Ngò rí của mình nó lên. Đảo ha. Cái cọng nó bự. Cái cây. Rồi. Mình có thấy hành không? Không hả? Hai cái nhỏ ăn đó ha. Mấy cái lớn ở ngoài để lại. Sâu, cũng có sâu nữa nha. Còn sâu. Sâu bắt dữ lắm. Mà vẫn còn. Bắt còn mà ăn mới sợ. Mọi người thấy cái nón đẹp không? Nè. À. Không thấy. Cái đồ nó bọc lại là cái nón che nắng. Này có hái hẹ không vậy? Không hái hẹ. Này là hẹ của mình. Này mọi người, nếu mà chưa thấy thì cái đường này mình mới làm bữa trước, đổ cái đường xong để mùa đông này dễ đẩy cái mấy cái cây vô. Đó. Cái đó là cái xét. Đổ cái cây vô. Đẩy cây vô. Nhiều cây lắm. Rồi cái patio bữa mình sẽ đóng lại. Đóng cái patio lại, rồi lúc đó sẽ làm cái nhà kiến ở chỗ này. Đang sửa cái trụ, sửa xong cái trụ rồi bắt đầu mới ấy. Cái trụ nó bị nghiêng. Nó bị nghiêng so với cái so với cái nền. Cho nên phải sửa nó lại đã. Này mới đổ xong cái miếng tấm lô này luôn. Để vừa bỏ cái thùng rác xuống cho nó tránh được. Anh kêu anh lặt cái này hoài mà chưa có rảnh lặt cái này nữa nè. Này để dành chừng Tết không? Thôi. Thôi à. Yếu cây. Cái này bữa trước chiết đó mọi người. Chiết xong bây giờ nó ra.
lặt lần này cũng là năm sáu lần rồi đó. Cái bông này nè, lặt hoài luôn, mà lặt sao nó cứ ra hoài có mấy cái bông. Còn cái cây mẹ của nó thì trái đầy luôn, mà bây giờ thì sắp vô mùa đông rồi, không biết sao đây. Nhiều cây, 23 cây mà còn lại 22 cây. Sao? Sao nó ăn hết rồi? Sao nó ăn hết? Thôi kệ, mình ăn chung với nó rau sạch mà. Ừ. Mấy con sao nó ăn hết rồi. Nè, nó nè. Quỷ sao cải này khó nhìn thấy lắm. Đó, đây nè. Ủa, nó rớt xuống rồi, nó mới rớt xuống. Đây. Nó màu xanh, nhỏ chút xíu 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 vậy đó. Ừ, bởi vì không có thấy đường bắt con này. Mấy con sâu bên cải xà lách thì dễ bắt hơn. Sâu bên này tối nào cũng ra gọi mà không thấy. Sâu cải này nhỏ quá. Trước khi làm đất là em đã bỏ vô rồi đó. Rồi, hái xong cái này rồi, bây giờ đi hái xà lách. Đây em chiếc nhẫn, sợi gắt xà lách quên mất. Mất rồi, đòn. Xà lách. Ồ, bông này, cải này nó lên bông rồi vậy nè. Cải ăn ngọt lắm luôn á. Vậy đó. Hôm qua em hái thử một cây lột ăn nó ngọt, ngọt hơn cải thề nữa. Ừ. Ngon lắm. Ở ngoài đường á, ăn cái lá nó nhẫn nhẫn, còn của mình trồng nó ngọt ngay luôn. Ừ. Ăn ngon dữ lắm, qua chấm chao ăn ngon lắm. Làng hái xà lách. Mấy cái xíu xà lách. Cái này ra được cái bông hả? Còn mấy cái kia cũng có bông. Cái này dày quá, tỉa bớt vậy. Xà lách nó qua tới đây nè. Qua tới đó em bỏ vô đó. Màu dày quá, tỉa bớt lớn. Anh cắm mấy cái cây đó. Mấy cái cây mùa ngót anh cắm, mà giờ nó cũng lên nè. Nó cũng còn sắn. Nè, à. Ăn mấy cái cây nhỏ, cây non ăn trước hả? Không, tỉa giống như nó dày. Em bỏ cái này lên trên này nè, vợ đừng bỏ dưới này. Này, cải bắp chôi hả? Này thì tô còn được mấy cọng. Nè, đó đặc sản nè. Trời ơi, mấy bà sau này nó bắt mập trừ vậy đó. Ngày nào cũng bắt có chục con. Cho bà đi về thế giới bên kia tổ cha nó bắt ban đêm ra bắt nó. Ai mấy cái tí tàu này không? Tí dầu ăn. Ừ, nhắc đây. Chứ để làm gì? Có thằng mấy cái thằng bên này sao nó lên bông luôn rồi. Cái này là kêu cái gì của nó trời. Bắp cải trắng hả? Cải bè bè trắng. Cải bè trắng hả? Cải bè trắng. Cái này nè. Cái này nấu canh được. Nấu canh tôm. Bữa nào mình phải ra mình hái mấy trái ớt với ít bữa trời lạnh á. Bắp chôi nó ra cải bè trắng. Ngò rí của mình tự động nữa cái này. Bên này là em trồng gì biết không? Cả làng là em mua cải ăn ngọn. Cải ăn ngọn. Cải mà giống như cải kêu bằng cải gì ta? Việt Nam kêu bằng cải gì ta? Cải ngồng. Đúng cải rồi, ngồng. Cải ngồng. Mà gốc cục nó ra cái cải làng. Thật là. Bởi vì mua hạt giống. Mua anh mạng mệt lắm. Mua mạng đâu, chợ Việt Nam đó. Mà Việt chợ Nam gì? Bán vậy đó. Mà chợ Việt Nam hả? Ừ. Cái đó cũng tại nó ghi như vậy mà. Nó trong cái bọc. Thì cái bọc của người ta mua không vậy. Công ty nào của Việt Nam đó.
Không có con cho chồng nhưng mà nói chung ăn ngon. Ừ. Rau là ngon rồi. Salad. Nhiều quá ha, nó dày quá ha. Nó dày quá nên em phải tỉa bớt này nè. Nó cây nhỏ nhỏ ở trong. Tranh thủ vợ mình hái xà lách lắc lặt mấy cái bông này mà phải gì để nó sống được mà cái cây nó không bị ấy ha, tái không. Mấy cây bông sống đời nó sắp lên bông rồi, bên kia nó lên rồi. Sống đời này Tết, chân Tết. Mấy cây ớt năm màu này nó cũng lên. Ớt này kêu là cái gì ta? Hình như cái này nó ra nhiều màu lắm không? Không vậy? Có một màu hả? Hai màu. Ớt ta không biết kêu là ớt gì. À. Đó, trong kia là cái đám hành mình vợ trồng, mỗi lần ăn là bẻ lá ăn, tỉa từng lá ăn cái bắt đầu nó mọc thêm ra. Đây món salad nè, đã quá. Cái này làm cho nó thưa bớt. Ớt của mình. Cái ớt này có mới có 1 năm mà nó cao dữ hay vậy. Mùa đông là đem nó vô trong nhà kính để. Mấy bà đậu má này thiệt tình vô duyên à. Vô duyên làm cái chậu cho không chịu đỡ. Chung ra ngoài đất này nè, ở chung ra đây có đầu mọc lên. Đậu má phải vẫn nằm trong cái chậu cho mình nữa. Giờ anh làm đường này cho nó mọc thoải mái đi. Đường này à? Mọc một chỗ cho mình cũng được, không mọc một chỗ nó mọc tùm lum chỗ. Vậy chứ em tỉa vậy bữa nó còn tốt hơn cây maple tree. Lá nó rụng xuống mệt, nó rụng xuống dơ. Nó đẹp thì ta chỉ có mùa này nó nhìn nó đẹp đẹp vậy thôi. Chút xíu. Nó giờ. Nó cũng đâu có đỏ gì lắm đâu. Không, cái cây này không phải là cái cây đỏ à, không phải cây lá đỏ. Ớt nó đang ra thèm mấy trái nhỏ này, bông rồi. Cây này là coi như là không còn cái lá luôn rồi. Cây hồng này kêu là hồng gì em? Hồng đen hả? Hồng sô cô la. Cái ruột của nó không có giống như cái hồng mua ngoài chợ. Cái lá cách của mình trời lạnh quá, bây giờ nó còn lại, nó lên lại mấy cái lá. Mấy bữa trước có 40 độ mình cũng không có đem vô trong nhà, thành ra nó như vậy. Cái khế này mùa đông này làm sao cho nó sống.
uổng hả? Chứ phải gì năm vừa rồi mà nó còn sống vậy hả? Nó không có cây khế này nè, năm vừa rồi nó không có chết mấy cái kia là trái không. Năm trước nữa mọi người, cái cây khế này nó cao lắm, trái nhiều lắm. Tự nhiên lạnh cái trùm lại không có kịp, cái nó chết uổng. Hên là nó mọc lên lại. Mấy cây đầu trai, mấy cái này ăn được nha mọi người. À, cái đọt vậy nè, mấy cái đầu trai này ăn được, nấu canh ăn được, nấu lộn chung với mồng tơi á, nấu canh ngon. À, này đem Việt Nam qua được nè. À, đem lá đi ăn đâu được gốc, còn lại đem qua tới đây bỏ xuống vậy mà nó lên được 2 cây. Em nghĩ xong chưa? Chừng này salad nhiều rồi đó. Đúng rồi. Đủ rồi đó. Chừng đó mình ăn đủ rồi đó. Đúng rồi. Ừ. À, salad. Đem hái thêm miếng rau thơm. Cải. Thêm rau thơm nữa. Salad bây giờ tỉa sơ sơ vậy rồi đó mà vẫn còn nhiều. Mình hái được thêm cái động rau nào hay. Nhìn còn dày không anh? Còn dày đó em ơi. Này ăn mấy lần nữa. Không, anh hái giúp cá nó mọc ở trong này. Hái giúp cá. Mấy con sầu nó ăn này. Nó ăn hết mấy cái đọt giúp cá này. Nó ăn vui quá giờ. Nó ăn hết mấy cái đột chiếc cá trong này luôn. Dạ. Ừ, nè. Mày ăn cá thì mày ăn cải sao? Giờ nó còn nhiều như vậy đó. Bên đây có chiếc cá không? Cái chanh thì đi xa ra ngoài kia mới có. Chỗ này không có. Chỗ này cũng rau má nó bắt đầu lên. Thêm một cây ớt này mọi người. Cũng có trái lưa thưa đây. Cũng hái ăn rồi. Cần tàu đó. Cần tàu, à. Cái này bữa trước lấy vô, em lấy vô có một chút xíu mà nó lên vậy ha. Không, em gãi trong hộp á. À. Năm nay em cũng trồng thất bại này chứ. Năm nay không biết. Tự nhiên. Năm nào cũng thất bại. Cái này cái gốc này là này được 2 năm chưa ta. Mấy cây mà giống cải xà lách là tiếng vua. Rồi thêm ăn phở. Cái mấy cây mà giống cải xà lách là tiếng vua. Trong cái họ cậu chậu tầng dây lá. Này tiếng vua đó à, cái này là tiếng vua hả? Ừ. Ngủ nha. tiếng vua làm gỏi. Cái lá người ta kêu cái lá ăn được mà không em? Được, em nghĩ ăn chắc cũng nhắc lắm. À, đây là hành. Cái cây ấy nó còn sống, nó được mấy cái bông. Đã có chút xíu. Cây mình chiết bữa trước. Chút xíu, còn một chút xíu. Hai nhánh, bây giờ cái nhánh này nó chết rồi. Mình nó lên cái nhánh khác. Này, chờ năm tới cái nó lên. Nó khỏe rồi chắc bán mấy cái nhiều quá, 20 mấy cây lần. Có người đặt trước mấy cây rồi. Còn chưa đi chứ. Còn rồi tiền chậu tiền công nữa
Cái tiền công lạc đây không nó mệt thật rồi. Một chiếc nữa. Bỏ công đi chiếc rồi bỏ công đi cắt rồi trồng xuống rồi. Chăm cho nó khỏe lại, nó sống được tới đây. Lạc biết bao nhiêu lần. Bởi vì mua cây đừng chia bắt nha. Bình thường cái cây này bán ngoài chợ tiệm Việt Nam cũng ba mấy đồng rồi em. Ba mấy đồng? Ba mấy đồng là cái năm năm nào hả? 15 đồng đó. Cây cái năm nào? Mà cây chiếc, cây đó cây ghép mà. À. Sao bằng cây chiếc? Cây này cây chiếc, nó chiếc nó cái gốc hơn. Của nó là nó. Gốc nó là gốc thật. Gốc thật. Cây chiếc. Cây chiếc cây mà cây ghép đúng lộn rồi. Cây ghép trong. Người ta ghép vô cái cây cái bởi vậy cái mùa mà một tiết vừa rồi chết đó cái người ta mọc lên cái cây gì đâu không à? Chân dại không à. Bên kia còn nước cá không? Chắc còn. Cái sau này mình cũng chưa có rảnh để mà sửa soạn lại cái sau này. Cái này mấy cái lá lưỡi hổ ư. Ừ. Trời đất quỷ thần ơi, con sâu ăn không còn miếng rau đắng luôn. Rau đắng. Rau đắng của mình trời ơi. Con sâu đắng chặt luôn. Con sâu nào dữ vậy trời? Nó nằm đâu đây? Chắc nó đâu nó làm tổ làm kén nhau trong này rồi. Nó ở đâu đây chứ con sâu kiểu gì nó ăn dữ vậy trời? Đây là rau đắng của mình mà bây giờ nó ăn không còn một cọng luôn. Cái này là thanh long. Bên này phía sau hè này vừa rồi mình đi chơi Việt Nam cho nên không có chăm sóc. Cái bỏ tới giờ luôn. Giờ vô mùa lạnh rồi. Bên này rau nhiều lắm. Hồi xưa mình cắm có chút xíu bây giờ nó lên dữ vậy. Cây mía này năm tới chắc phải bỏ vô cái chậu vậy ơi. Chắc nó không có lên được. Trồng ở đây nó không có lên được. Anh muốn mía. À, ăn cũng được chứ vui mà. Này cây này cái chanh này. Chanh này nó có bông mấy lần mà nó chưa đậu trái. Chắc năm tới. Giờ năm này nó lớn lên rồi. Tại cái mùa vừa rồi nó lạnh quá. Hên là nó còn sống được tới giờ. Giúp cá. Vợ chồng anh Toàn bên kia cũng đang coi cây. Sáng ở chỗ không? Không. Đang nói chuyện với ai hồi sáng, cháu của anh. Như cá của mình tiếp tục hái. Đây. Hái được chừng này rau. Đó. Hái chừng này vô chút nữa đổ bánh xèo. Ha. À. Vô đây.